Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn quan tâm, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc cho quý vị sẽ có những khoảnh khắc thật tuyệt vời, thật ý nghĩa khi xem video của chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 5 tháng 3 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Bản tin hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. FIFA chính thức công bố hoãn trận Việt Nam với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Đội bóng của Công Phượng đón tin vui trước trận mở màn V-League. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý bắt đầu vi hành V-League. Duy Mạnh sang Singapore phẫu thuật đúng ngày Hà Nội FC mở màn V-League. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên cho bản tin hôm nay. FIFA chính thức công bố hoãn trận Việt Nam với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, AFC đã quyết định tạm hoãn chiến dịch vòng loại World Cup để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ lẫn cổ động viên. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI vừa đưa ra thông báo AFC đã quyết định vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 3 và tháng 6 năm 2020 sẽ bị hoãn vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona COVID-19. Theo thông tin đăng trên website chính thức của PSSI, những trận đấu vòng loại khu vực châu Á diễn ra vào tháng 3 sẽ bị chuyển xuống tháng 10 cùng năm. Trong khi đó, những trận đấu diễn ra vào tháng 6 thì bị rời về tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu của tuyển Việt Nam và Malaysia cũng bị hoãn. Hiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa đưa ra thông báo chính thức về lịch trình cụ thể của đội tuyển trong thời gian tới. AFC thông báo lượt trận diễn ra vào ngày 26 tháng 3 sẽ rời sang ngày 8 tháng 10. Các trận đấu sau lần lượt được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 và 12 tháng 11. Chủ tịch PSSI, ông Mohammad Iryawan khẳng định đã nhận được bức thư gửi từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC với nội dung rời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Được biết, AFC đưa ra quyết định như vậy sau buổi họp khẩn ngày 2 tháng 3 vừa rồi. Ông Irwan chia sẻ, đội tuyển quốc gia của chúng tôi bắt đầu luyện tập từ tháng trước. Kế hoạch đưa ra là sẽ tiến hành thi đấu vòng loại vào giai đoạn giữa, cuối tháng 3. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới và hiểu nó gây ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch vòng loại. Suy cho cùng thì sự an toàn của loài người vẫn được đặt trên tất cả. Hiện tại, số ca nhiễm mới COVID-19 đã giảm hẳn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình ở hai nước hàng xóm, Hàn Quốc và Nhật Bản, không khả quan cho lắm. Sáng nay, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm virus corona mới tăng cao nhất trong một ngày, có hơn 300 người mắc bệnh trên đất liền. Hàn Quốc thì vừa trải qua cuộc khủng hoảng niềm tin. Hiện có hơn 5.186 người đã nhiễm virus corona chủng mới và 28 trường hợp tử vong tại xứ sở Kim Chi. Tiếp theo là một số thông tin khác. Đội bóng của Công Phượng đón tin vui trước trận mở màn V-League. Trước thềm V-League 2020, Á quân V-League Thành phố Hồ Chí Minh đón tin vui từ nhân sự với sự trở lại của tiền vệ trụ cột Đỗ Văn Thuận. Theo những chia sẻ trên fanpage chính thức của Á quân V-League, tiền vệ Đỗ Văn Thuận đã bình phục hoàn toàn chấn thương và quay trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội. Trước đó, Văn Thuận gặp chấn thương dây chằng trong quá trình cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho trận đấu với Buriram ở AFC Champions League và liên tiếp vắng mặt ở những trận đấu gần đây của đội bóng Sài Thành. Ban đầu, Đỗ Văn Thuận được dự đoán sẽ phải lên bàn mổ. Rất may sau khi được các bác sĩ Hàn Quốc khám lại, tiền vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần tập hồi phục và nghỉ thi đấu với chấn thương mà anh gặp phải. Sự trở lại của Đỗ Văn Thuận là một thông tin rất vui với huấn luyện viên Chung Hee-seong. Đội trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có đóng góp rất lớn trong chiến tích giành ngôi Á quân V-League của đội bóng ở mùa giải trước. Liên quan tới đấu trường AFC Cup 2020, theo lịch thi đấu ban đầu, hai chuyến làm khách, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được về sân nhà đón tiếp Lào Toyota tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2020 vào ngày 10 tháng 3 tại sân Thống Nhất và làm khách của đội bóng này vào ngày 15 tháng 4 tại Lào. Tuy nhiên, do lý do khách quan, câu lạc bộ Lào Toyota đã có đề nghị AFC đảo lịch thi đấu hai trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể theo đội bóng này, trận lượt về theo dự kiến tổ chức tại Lào vào ngày 15 tháng 4, trùng đúng vào dịp nghỉ lễ. Đội chủ nhà lo lắng không đảm bảo được khâu tổ chức. Sau khi cân nhắc, AFC đã đồng ý với đề nghị của Lào Toyota và đồng ý đổi sân ở hai trận đấu trên và giữ nguyên thời gian thi đấu.
Như vậy, lịch thi đấu mới cặp đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Lào Toyota sẽ diễn ra như sau. Lượt đi vào ngày 10 tháng 3 trên sân vận động quốc gia Lào, lượt về vào ngày 15 tháng 4 trên sân Thống Nhất. Thông tin tiếp theo, huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý bắt đầu vi hành V-League. Sau khi hoàn thành đủ 14 ngày tự cách ly, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã lên kế hoạch dự khán V-League để tuyển quân cho tuyển Việt Nam. Sau khi trở lại Việt Nam từ Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các trợ lý người Hàn Quốc đã nghiêm túc thực hiện tự cách ly tại nhà, khai báo y tế và hợp tác chấp hành sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan y tế nơi cư trú. Bên cạnh đó, ông Park Hang-seo và các trợ lý người Hàn Quốc cũng thường xuyên được theo dõi kiểm tra tình hình sức khỏe. Thầy Park cùng các trợ lý đã tự cách ly, tránh tiếp xúc với người lạ, thậm chí giữ khoảng cách an toàn với phóng viên mỗi khi xuất hiện. Ngày 5 tháng 3, trợ lý Lee Chung-jin và chuyên gia thể lực Park Chung-yoon chính thức hoàn thành thời hạn tự cách ly 14 ngày. Cả hai đều được cơ quan y tế xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh và có thể trở lại với công việc một cách bình thường. Ngay sau khi cách ly đủ 14 ngày và có giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế, hai vị trợ lý người Hàn Quốc đã được huấn luyện viên Park Hang-seo giao nhiệm vụ. Theo đó, trợ lý Lee Chung-jin dự khán trận đấu trên sân vận động Quảng Nam giữa câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2020. Trong khi đó, chuyên gia thể lực Park Chung-yoon có mặt tại sân vận động Pleiku để theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Riêng thầy Park, do đến hết ngày 7 tháng 3 mới hoàn toàn tự cách ly y tế, nên chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ vi hành vào Thành phố Hồ Chí Minh xem trận Sài Gòn với Sông Lam Nghệ An vào lúc 18 giờ ngày 8 tháng 3 trên sân Thống Nhất. Còn trợ lý Kim Han-yoon kết thúc cách ly y tế vào ngày 8 tháng 3 và trở lại với công việc từ ngày 9 tháng 3. Sau 3 vòng V-League, tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 21 tháng 3 chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với tuyển Kyrgyzstan diễn ra vào ngày 26 tháng 3 trên sân vận động Gò Đậu, Bình Dương. Sau trận đấu này, đội tuyển di chuyển sang Malaysia gặp đội chủ nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu này diễn ra vào 20 giờ 45 phút theo giờ địa phương ngày 31 tháng 3 trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Liên quan đến dịch COVID-19 đang bùng phát, ngày 7 và 8 tháng 3, AFC có cuộc họp với FIFA để thảo luận và đưa ra quyết định có hoãn hay không các trận đấu trong tháng 3 và 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thông tin cuối trong bản tin hôm nay, Duy Mạnh sang Singapore phẫu thuật đúng ngày Hà Nội FC mở màn V-League. Theo kế hoạch, trung vệ Duy Mạnh sẽ cùng bác sĩ Vũ Thành Luân của Hà Nội FC lên đường sang Singapore phẫu thuật chấn thương vào thứ Bảy tuần này. Trước đó, Duy Mạnh đã dính chấn thương nặng trong trận siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất diễn ra vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Trong tình huống va chạm cùng tiền đạo Blade của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bắc ở phút thứ 5, trung vệ sinh năm 1996 đã bị đau và phải rời sân trên cáng, nhường chỗ cho Bùi Hoàng Việt Anh. Theo kết quả chụp chiếu, Duy Mạnh được xác định đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, sẽ phải phẫu thuật và nghỉ từ 6 đến 9 tháng. Cũng giống như trường hợp của Đình Trọng ở mùa giải trước, Hà Nội FC quyết định để Duy Mạnh sang Singapore phẫu thuật và điều trị chấn thương dây chằng. Cụ thể, nếu không có gì thay đổi, Duy Mạnh sẽ cùng bác sĩ Vũ Thành Luân của đội bóng thủ đô có mặt ở Singapore vào thứ Bảy tuần này để xác định lại tình trạng chấn thương và có thể sẽ lên bàn mổ một ngày sau đó ở bệnh viện Parkway. Việc thiếu vắng Duy Mạnh sẽ là tổn thất lớn về lực lượng với đội bóng thủ đô nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Hà Nội FC sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương V-League mùa này đúng ngày trung vệ sinh năm 1996 sang Singapore với trận ra quân gặp Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy diễn ra vào lúc 19 giờ. Ở mùa giải năm nay, ngoài Đỗ Duy Mạnh, Hà Nội FC vẫn còn các trung vệ khác như Đình Trọng, Tiến Thành, Thành Trung và tài năng trẻ Bùi Hoàng Việt Anh. Trong thời gian Đình Trọng chấn thương và phải vắng mặt mùa giải năm ngoái, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thường xuyên sử dụng cặp trung vệ Duy Mạnh Thành Trung. Trong khi đó, với chấn thương nặng này, Duy Mạnh chắc chắn sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp lần lượt các đối thủ Malaysia ngày 31 tháng 3, Indonesia ngày 4 tháng 6 và UAE ngày 9 tháng 6. Đây là một trong những lý do khiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đau đầu với tình hình nhân sự ở hàng phòng ngự. Bởi Duy Mạnh là gương mặt được chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng và luôn trao suất đá chính cả 4 trận trước đó trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như các giải đấu lớn khác.
Theo thống kê, trong vòng 2 năm qua, Duy Mạnh đã ra sân thi đấu gần 100 trận với tổng cộng hơn 8.000 phút thi đấu ở câu lạc bộ và các cấp độ đội tuyển quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video hay nhất, mới nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.